For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam sẵn sàng đón các tập đoàn bán dẫn Mỹ với cơ chế ưu đãi cao. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho biết, nhiều doanh nghiệp đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào Việt Nam. Sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón nhận hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hoa Kỳ trong chuỗi cung ứng ngành bán dẫn. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại tọa đàm Sự sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 7 tháng 12. Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư thông qua các ban quản lý khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kinh tế tại các địa phương. Chính phủ đã chỉ đạo giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn với mục tiêu đào tạo phát triển 50.000 nhân lực cho ngành đến năm 2030, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp bán dẫn. Đề án này đang hoàn thiện ở giai đoạn cuối cùng, sớm trình chính phủ phê duyệt. Ông Dũng thông tin. Cùng với đó, người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng cho biết Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC, đặc biệt là khánh thành cơ sở của NIC tại khu công nghệ cao Hòa Lạc để sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư, nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn. Cùng với 3 khu công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Lạc và Đà Nẵng, Việt Nam sẵn sàng đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn với cơ chế ưu đãi cao. Đồng thời, chính phủ đã phê duyệt quy hoạch điện 8 và thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về các công trình trọng điểm ngành năng lượng với mục tiêu cung cấp điện ổn định, bền vững, phục vụ các dự án đầu tư. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành nghị quyết cho phép chính phủ xây dựng một nghị định thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư cho một số dự án công nghệ cao, trong đó có các dự án trong ngành bán dẫn. Hiện chúng tôi đang tích cực xây dựng và sẽ sớm ban hành vào giữa năm 2024, ông Dũng cho biết thêm. Doanh nghiệp tăng gấp đôi tiền đầu tư vào Việt Nam. Ông John Nelfer, Chủ tịch SIA, cho biết các doanh nghiệp thành viên của SIA, nhiều công ty có mặt tại tọa đàm đã có những khoản đầu tư đáng kể vào Việt Nam như Intel, Marvell, Synopsys, Qualcomm, Ampere, Infineon. Nhiều doanh nghiệp đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư. Những khoản đầu tư này là minh chứng cho vai trò then chốt và ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Ông Nelfer nói, về phía Intel Việt Nam, doanh nghiệp muốn được hỗ trợ các vướng mắc của Intel trong lĩnh vực đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam. Đại diện Qualcomm cho hay đã hợp tác với các đối tác Việt Nam khoảng 20 năm trong suốt quá trình chuyển đổi số. Kế hoạch của Qualcomm cũng tiếp tục mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thông qua các chương trình đào tạo. Đồng thời, nhận thấy việc triển khai kết cấu hạ tầng rất quan trọng trong việc phát triển ngành. Theo đại diện Marvell Việt Nam, công ty có một cam kết rất rõ ràng trong 3 đến 5 năm tới phát triển nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu cùng với sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam. Bảo hộ trí tuệ sáng tạo là vô cùng quan trọng để công ty có thể đầu tư vào Việt Nam. Trong khi đó, Infineon đã quan sát được một thực tế là sự khó khăn trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, Infineon đặt ra một cam kết rất mong muốn phối hợp với các doanh nghiệp, trường đại học tại Việt Nam, nhất là tại Hà Nội, để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Việt Nam có thế mạnh trong đào tạo ngành toán và hóa học, đứng số 1 trong khu vực Đông Nam Á, do đó tạo nền tảng tốt trong các ngành còn lại như bán dẫn, công nghệ thông tin. Nhận định ngay từ đầu năm 2002, nguồn nhân lực là quan trọng. Khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch trên cơ sở phối hợp với Synopsys. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ mục tiêu phát triển của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ông Thi thông tin thêm. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.